Trong một ngày đầu năm 2000, hai gã khổng lồ công nghệ Apple và Nvidia bước chân vào một cuộc hôn nhân đầy tham vọng và hứa hẹn. Trong trường hợp bạn chưa biết thì Nvidia là tập đoàn chuyên sản xuất các bộ xử lý đồ họa hay gọi tắt là GPU và phát triển công nghệ chipset cho các máy trạm, máy tính cá nhân và thiết bị di động. Hai công ty này, họ đã từng yêu nhau, cùng nhau xây dựng những dự án đình đám, đã cùng nhau tạo nên những dấu ấn vĩ đại trong lĩnh vực công nghệ, đánh dấu một chương mới trong việc đem đến những trải nghiệm vượt trội cho người dùng trên khắp thế giới. Thế nhưng, sau đó họ xa cách, để lại một mối quan hệ gắn liền với câu hỏi, tại sao? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Spyroom đi sâu vào mối quan hệ này, phân tích nguyên nhân khiến họ chọn con đường riêng biệt, cũng như những hậu quả và những triển vọng tương lai của cả hai qua bài viết của tác giả Chris Depp. Phần 1. Sự hợp tác thành công của Apple và Nvidia. Khởi đầu của mối quan hệ. Cái tên Apple không còn xa lạ với bất kỳ ai từng tiếp xúc với công nghệ. Những chiếc iPhone, MacBook, iPad đã trở thành một biểu tượng của sự sáng tạo và hiện đại. Tuy nhiên, trước khi là một tượng đài của công nghệ nhân loại, Apple từng đối diện với một giai đoạn khó khăn và rơi vào tình trạng suy yếu. Đó là thời điểm mà hãng này quyết định tìm đến một đối tác vững vàng, chính xác hơn là Nvidia, một trong những công ty đứng đầu trong lĩnh vực xử lý đồ họa. Nvidia, thành lập năm 1993, đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng đầu về GPU và card đồ họa. Đặc biệt, những đóng góp của họ trong lĩnh vực đồ họa và xử lý hình ảnh đã giúp tạo nên một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử và thiết kế đồ họa. Vào năm 1997, với mục tiêu đem đến sự đổi mới và tái cơ cấu, Apple đã tìm đến Nvidia và thỏa thuận hợp tác để cung cấp GPU cho dòng máy tính Mac của họ. Thời điểm này được coi là mốc son trong cuộc hôn nhân giữa hai công ty. Thời kỳ hợp tác đỉnh cao. Với sự góp mặt của Nvidia, Apple đã nhanh chóng dẫn đầu trong việc nâng cao hiệu suất đồ họa của các sản phẩm của mình. Các dòng MacBook và iMac trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo và trải nghiệm các ứng dụng đồ họa mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa phần cứng chất lượng của Apple và GPU mạnh mẽ của Nvidia đã tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời trong lĩnh vực trò chơi điện tử, đồ họa và sản xuất nội dung. Các thiết bị di động của Apple trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, vượt qua sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ. Một trong những thành tựu nổi bật của sự hợp tác này là việc Apple giới thiệu Mac Pro vào năm 2006, một dòng máy trạm mạnh mẽ dành cho những công việc đòi hỏi đồ họa và tính toán cao cấp. Với vi xử lý Intel và GPU Nvidia, Mac Pro trở thành một biểu tượng về sức mạnh và hiệu suất thực thi trong mảng công nghệ. Những dấu ấn vĩ đại. Trong thời kỳ hợp tác này, Apple và Nvidia đã đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử công nghệ như sau. GeForce 9400M. Năm 2008, Nvidia giới thiệu GeForce 9400M, một GPU tích hợp cho máy tính xách tay, đánh dấu sự hợp tác thú vị giữa Apple và Nvidia trong việc tối ưu hóa hiệu suất đồ họa trên các sản phẩm MacBook. MacBook Pro và Nvidia Optimus. Vào năm 2010, Nvidia hợp tác với Apple để giới thiệu MacBook Pro trang bị công nghệ Nvidia Optimus. Điều này giúp Mac Pro tăng cường hiệu suất đồ họa trong khi tiết kiệm năng lượng, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng. CUDA là viết tắt của Compute Unified Device Architecture, là một công nghệ tính toán song song trên GPU, cho phép các ứng dụng sử dụng GPU để xử lý các nhiệm vụ tính toán phức tạp. Nvidia CUDA đã được tích hợp vào các sản phẩm Mac, mở ra cánh cửa cho những ứng dụng và công việc đòi hỏi tính toán cao cấp trên các dòng máy tính của Apple. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp GPU cho các dòng sản phẩm Mac, Nvidia cùng Apple tiếp tục hợp tác để phát triển các giải pháp đồ họa tiên tiến hơn, từ việc tối ưu hóa việc xử lý đồ họa trong hệ điều hành Mac OS đến việc cải tiến hiệu năng đồ họa cho các ứng dụng của bên thứ ba. Họ đã không ngừng cùng nhau tiến bộ trong lĩnh vực này. Những thành tựu trong giai đoạn hợp tác này thật sự khiến Apple và Nvidia tự hào về sự hòa quyện giữa phần cứng và phần mềm, đem đến trải nghiệm xuất sắc cho người dùng. Nhưng liệu mối quan hệ này có mãi màu hồng hay sẽ có những thay đổi sắp tới? Nguyên nhân chấm dứt mối quan hệ. Với sự hợp tác thành công giữa Apple và Nvidia, thế giới công nghệ đã chứng kiến những cột mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, như mọi cuộc tình, mối quan hệ hợp tác này cũng có những điểm không hoàn hảo và xung đột cũng xảy ra. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào những nguyên nhân khiến hai công ty này tách khỏi nhau và từng bước đi trên hai con đường riêng biệt. Một trong những yếu tố quan trọng khiến mối quan hệ giữa Apple và Nvidia chấm dứt là cuộc cạnh tranh đang leo thang trong lĩnh vực GPU. Nvidia không phải chỉ đối đầu với AMD, một đối thủ lớn trong lĩnh vực này, mà còn phải chống đỡ sự tấn công của các công ty mới nổi, có sự đột phá về công nghệ GPU như Intel và Qualcomm.
Sự cạnh tranh này khiến Nvidia phải đưa ra những quyết định chiến lược và đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển. Trong khi đó, Apple cũng không ngừng tìm kiếm những đối tác chiến lược để đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất đồ họa cho sản phẩm của mình. Điều này đã khiến mối quan hệ giữa hai công ty dần trở nên phức tạp và đầy áp lực. Nguyên nhân thứ hai, sự thay đổi trong kiến trúc và phần cứng. Thời điểm mà Apple quyết định chấm dứt sử dụng GPU của Nvidia và chuyển sang AMD cũng chính là lúc Nvidia đang tập trung vào việc phát triển kiến trúc GPU Pascal và sau đó là kiến trúc Turing. Điều này đã làm giảm sự tập trung vào việc cung cấp GPU cho dòng máy tính Mac của Nvidia. Ngoài ra, sự thay đổi trong kiến trúc và phần cứng cũng tạo ra những khó khăn trong việc tích hợp GPU của Nvidia vào các sản phẩm của Apple. Sự tương thích và tối ưu hóa đã trở thành một thách thức khiến cho mối quan hệ giữa hai công ty không còn đơn giản như trước đây. Nguyên nhân thứ ba khiến cho cuộc tình giữa hai công ty Apple và Nvidia rạn nứt đó là bởi chiến lược kinh doanh riêng biệt. Apple và Nvidia đều là những công ty với chiến lược kinh doanh riêng biệt. Trong khi Apple tập trung vào việc tích hợp phần cứng và phần mềm để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thì Nvidia lại tập trung vào việc nâng cao hiệu suất GPU và tích hợp những công nghệ tiên tiến vào các dòng sản phẩm của họ. Những sự khác biệt về chiến lược này đã làm cho việc hợp tác trở nên khó khăn hơn. Điều này khiến Apple có xu hướng tìm kiếm đối tác có chiến lược tương thích hơn với họ trong việc phát triển sản phẩm mới. Nguyên nhân thứ tư đó là do thay đổi trong lĩnh vực công nghệ. Lĩnh vực công nghệ không ngừng biến đổi và tiến bộ. Sự xuất hiện của các công ty mới nổi mang tính đột phá trong lĩnh vực GPU cũng như các sự thay đổi trong ngành công nghiệp điện tử đã khiến hai công ty này phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội mới. Sự thay đổi này đã khiến Apple và Nvidia phải đi tìm những đối tác và giải pháp tối ưu cho mục tiêu của mình. Điều này dần mất đi sự đồng lòng và thống nhất giữa hai công ty, đưa mối quan hệ của họ vào giai đoạn không ổn định. Nguyên nhân thứ năm, những xung đột không đáng có. Trong suốt quá trình hợp tác, Apple và Nvidia không tránh được những sự xung đột và bất đồng ý kiến. Các vấn đề về giấy tờ pháp lý, bản quyền và sự kiểm soát công nghệ đã gây nên một số xích mích và bất đồng quan điểm. Những xung đột này đã tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ của hai công ty và ảnh hưởng đến việc hợp tác. Nguyên nhân cuối cùng, sự chấm dứt của mối quan hệ. Mối quan hệ giữa Apple và Nvidia không đột ngột chấm dứt, mà là hậu quả của những dấu hiệu xung đột và sự không đồng lòng trong một khoảng thời gian dài trước đó. Cuối cùng, cả hai công ty đều quyết định đi tìm những đối tác và con đường riêng biệt phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của mình. Một chương cũ đã khép lại, nhưng kỷ niệm và thành tựu của cuộc hôn nhân giữa Apple và Nvidia vẫn là những trang sử đáng tự hào trong lịch sử công nghệ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào những hậu quả và triển vọng tương lai sau khi hai công ty này đã chia tay nhau. Phần 3. Hậu quả và triển vọng tương lai. Sau khi chấm dứt mối quan hệ với Nvidia, Apple đã tìm kiếm giải pháp tạm thời bằng cách sử dụng card đồ họa của AMD trên một số dòng sản phẩm Mac. Sự chuyển đổi này đã mang lại cho Apple sự linh hoạt trong việc tích hợp GPU vào các sản phẩm của họ và cung cấp một sự lựa chọn đa dạng cho người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng card đồ họa của bên thứ ba cũng đặt ra những thách thức về tối ưu hóa và tích hợp với hệ điều hành macOS. Một bước đi quan trọng trong cuộc hành trình của Apple là khi họ quyết định tự chủ hoàn toàn với dòng chip Apple Silicon của mình. Thay vì dựa vào các nhà cung cấp bên ngoài, Apple bắt tay vào việc tự phát triển chip GPU, tích hợp hoàn toàn vào các dòng sản phẩm của mình. Việc này giúp cho Apple có được sự kiểm soát hoàn toàn về phần cứng trong các sản phẩm của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tối ưu hóa hiệu suất và tích hợp với hệ điều hành macOS. Sự chuyển đổi sang dòng chip Apple Silicon đã mang lại cho Apple nhiều lợi ích. Sự tích hợp đồng thời giữa CPU và GPU đã giúp tăng cường hiệu suất và tiết kiệm năng lượng trong các sản phẩm di động của họ như iPhone và iPad. Ngoài ra, việc sử dụng chip Apple Silicon trong các dòng máy tính cá nhân và máy trạm giúp Apple tăng cường sự kiểm soát về phần cứng và phần mềm trên thiết bị của mình, mang lại trải nghiệm tốt hơn nữa cho người dùng. Bước đi này cũng mở ra những triển vọng mới cho Apple trong việc phát triển các dòng sản phẩm máy tính và máy trạm của họ. Việc sử dụng chip Apple Silicon trên các dòng MacBook, Mac Mini, Mac Pro và iMac giúp cho Apple định hình lại hệ sinh thái đồ họa độc lập, cung cấp khả năng tích hợp và tối ưu hóa sâu hơn cho các ứng dụng và hệ điều hành của họ. Điều này có thể giúp họ xây dựng sự khác biệt trong thị trường máy tính và tạo ra những sản phẩm độc đáo mà người dùng không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Còn về phần của Nvidia, sau khi chấm dứt mối quan hệ với Apple, Nvidia vẫn tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực GPU và đưa ra những giải pháp đáng chú ý cho các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Điều này bao gồm việc phát triển kiến trúc GPU hiện đại như kiến trúc Ampere và các kiến trúc mới khác trong tương lai. Hơn nữa, Nvidia đang tập trung vào việc phát triển công nghệ AI và Deep Learning, mở ra những cơ hội mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này có thể giúp Nvidia định hình lại vị thế của mình và mở rộng phạm vi hoạt động trong thời gian tới.
Ngoài ra, Nvidia cũng đang hiện diện trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác như xe tự điều hành, IoT, tức là Internet of Things, và AI. Những sự đầu tư vào các lĩnh vực này có thể giúp họ đa dạng hóa mô hình kinh doanh và tạo ra những nguồn thu nhập mới trong tương lai. Mặc dù đã chấm dứt hợp tác, triển vọng tương lai của cả Apple và Nvidia vẫn là một câu hỏi hấp dẫn đối với cộng đồng công nghệ. Apple với việc tự phát triển GPU có thể tiếp tục mang lại những sản phẩm đột phá và định hình lại ngành công nghiệp máy tính. Trong khi đó, Nvidia với sự đa dạng hóa mô hình kinh doanh và tập trung vào AI và IoT có thể mở ra những cơ hội mới và định hình lại vị thế của mình trong ngành công nghiệp GPU. Mặc dù đã chia tay nhau, nhưng cuộc hôn nhân giữa Apple và Nvidia đã để lại những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử công nghệ. Hai công ty này đã cùng nhau tạo nên những thành tựu đáng kinh ngạc và đưa công nghệ đồ họa lên một tầm cao mới. Dù đi theo những con đường riêng biệt, triển vọng của họ vẫn đầy hứa hẹn và là chất xúc tác cho những bước tiến mới trong ngành công nghệ toàn cầu. Cuộc hôn nhân giữa Apple và Nvidia là một chặng đường đáng nhớ trong lịch sử công nghệ. Hai công ty này đã cùng nhau tạo nên những thành tựu vĩ đại trong lĩnh vực GPU và đồ họa, đánh dấu sự thay đổi và tiến bộ trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và điện tử tiêu dùng. Trước khi kết thúc bài viết, Spyroom xin bổ sung thêm một thông tin quan trọng là đến thời điểm hiện tại, Apple đã nối lại tình xưa với Nvidia thông qua việc kết hợp cùng với cả Pixar, Adobe và Autodesk để thành lập liên minh cho OpenUSD nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn mở cho nội dung 3D. Theo đó, OpenUSD được Pixar Animation Studios tạo ra là công nghệ mô tả cảnh 3D hiệu suất cao, mang lại khả năng tương tác mạnh mẽ giữa các công cụ, dữ liệu và quy trình làm việc. Các bạn thấy sao về những thông tin vừa rồi? Bạn đã có trải nghiệm dùng Apple trong giai đoạn vàng son với Nvidia như là MacBook Pro đời 2010-2011 và sau khi đường ai nấy đi như là MacBook Pro từ năm 2016 chưa? Bạn có thấy điều gì khác biệt hay không? Có lần bắt tay nào giữa các tập đoàn công nghệ lớn mà bạn tò mò muốn Spyroom tìm hiểu thêm hay không? Chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye!